Ayo, xin chào mọi người, lại là Chao đây. Lại là một số nữa của Random Shit theo bảng chữ cái. Và để tiếp tục bố cạn Fami của Spider-Man No Way Home, thì nhân vật hôm nay tôi chọn chính là ngôi sao Hollywood mới nổi, ông hoàng spoiler, thiên tài nhảy nhót, đại kiện tướng mồm ếch, Tom Holland. Như thường lệ, chúng ta đến với chữ A. Chữ A tức là anh, quê hương của Tom Holland. Cụ thể, anh sinh vào đúng ngày Tết Thiếu Nhi năm 1996, tại ngoại ô phía nam của London. Mặc dù sự nghiệp của Tom thành danh phần lớn là ở Hollywood, nhưng anh luôn tự hào mình là một đứa con của xứ sở sương mù. Phách, dù 100% chuẩn Anh, nhưng Tom có thể linh hoạt chuyển đổi giữa giọng Anh và giọng Anh Mỹ. Khi đóng phim thì đa phần sẽ dùng giọng Anh Mỹ, còn khi trả lời phỏng vấn thì giọng Anh đặc sệt. Tiếp theo là chữ B, tức là BRIT. BRIT là viết tắt của Trường Biểu diễn Nghệ thuật và Công nghệ London, một ngôi trường vô cùng nổi tiếng tại Anh, từng đào tạo ra rất nhiều người nổi tiếng như Adele, Amy Winehouse hay Leona Lewis. Tom Holland bắt đầu theo học tại BRIT vào năm 2012 và hoàn thành xuất sắc khóa học chỉ trong 2 năm sau đó. Chữ C tương ứng với Captain America Civil War. Đây là bộ phim đã đưa Tom Holland lên đỉnh của chuỗi thức ăn, trở thành mục tiêu phối giống hàng đầu của 96% chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Khoảnh khắc Peter Parker của Tom xuất hiện và cướp đi chiếc khiên của Captain đã khiến không ít khán giả hào hứng đập bàn đập ghế và phải gõ Google để tìm hiểu ngay thanh niên này là ai. Lần debut này cũng đánh dấu người nhện trẻ nhất từng xuất hiện trên màn ảnh, vì khi đó Tom mới chỉ vừa tròn đôi mươi. Chữ D tương ứng với Devil All The Time, một bộ phim tâm lý kinh dị được công chiếu trên Netflix vào năm 2020 với sự tham gia sản xuất của Jake Gyllenhaal, aka Mysterio của vũ trụ Marvel, và bạn diễn đồng hành với Tom mà cả rồng Robert Pattinson. Trong phim, Tom Holland vào vai một cậu bé nhà quê tên Arvin, một nhân vật có tính cách khác hẳn so với con người của Tom. Tuy nhiên, chính điều đó đã giúp khán giả thêm khâm phục tài năng diễn xuất của anh. Tiếp theo là chữ E, tương ứng với Edge of Winter, một bộ phim giật gân khác mà Tom tham gia. Phim kể về một người đàn ông có cơ hội để được chăm sóc hai đứa con sau khi vợ anh ta từ bỏ quyền lợi thiêng liêng ấy. Ngỡ tưởng đây là một cuộc đoàn tụ đầm ấm, nhưng không, ba bố con phải trải qua một đêm kinh hoàng trong túp lều bỏ hoang giữa một trận bão tuyết. Dù nghe qua nội dung thì cũng không đến nỗi nào, nhưng bộ phim đã nhận về hàng loạt những đánh giá tiêu cực và gần như bị quên lãng không lâu sau đó. Chữ H và chữ F tôi sẽ ghép trùng lại với nhau, tượng trưng cho Holy Fuck. The Next Level, shop bán áo chính thức của The Reviewer. Áo game gì cũng có, phim gì cũng có, trừ phim sách. Hãy mua áo ủng hộ The Reviewer để chúng tôi có tiền mua nước vé phim. Tiếp đến là chữ G, tượng trưng cho gia đình. Tom là con trai cả trong một gia đình có 4 anh em trai. Ba cái tên còn lại lần lượt là Sam, Harry và Patrick. Chắc là kiểu sợ tam nam bất phú nên phải đẻ thêm đứa thứ tư. Nhưng mà ai ngờ ấy vẫn là con trai. Bố anh, ông Dominic Anthony Holland, là một danh hài có tiếng tại Anh Quốc, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình nổi tiếng không ai biết đến như Have I Got News For You và Never Mind The Buzzcocks. Còn mẹ của Tom, bà Nicola Elizabeth Frost, là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở London. Nghe qua đã thấy gia đình có truyền thống nghệ thuật rồi. Chữ Y tương ứng với In The Heart Of The Sea, một bộ phim màn ảnh rộng có sự góp mặt của Tom Holland được ra mắt vào năm 2015. Đặc biệt, đóng chung với Tom còn có thần sấm Thor, Chris Hemsworth và Thomas Shelby aka Cillian Murphy. Trong phim, Tom đóng vai Thomas Nicholson lúc trẻ, một thủy thủ trên con tàu Essex. Bộ phim kể về một con thuyền đánh bắt cá voi xa bờ, nhưng ai ngờ sinh nghề tử nghiệp, cả đoàn bị tấn công bởi một con cá voi khổng lồ, để rồi phải trải qua gần 3 tháng lênh đênh trên biển. Nói chung là về cơ bản thì nó khá giống hai bộ phim khác cùng chủ đề, đó là Life of Pi và All in Lost, nhưng có vẻ không hay bằng. Chữ J tượng trưng cho tài ảnh điện tử Jake Gyllenhaal aka Mysterio, người đã lừa lấy kính của nhện nhọ và đồng thời cũng lừa cả thế giới, khiến Peter Parker phải lao đao khôn đốn trong No Way Home. Tuy trên phim là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ngoài đời hai thanh niên này lại thân nhau như Jack và Kick. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và nhắc đến nhau trong các buổi phỏng vấn. Jack miêu tả tình bạn này còn vượt trên cả bromance thông thường. Tom thậm chí còn trả lời phỏng vấn rằng Jack chính là chồng của anh và là người duy nhất mà Tom sống chết để được làm việc cùng. Chữ K, viết tắt của khó đọc, một chứng bệnh mà Tom đã mắc phải khi mới lên 7. Tuy nhiên điều này cũng may mắn không ảnh hưởng mấy tới khả năng diễn xuất của cậu sau này. Chữ L, tượng trưng cho lồng tiếng. Đúng vậy, ngoài việc làm diễn viên thì Tom còn tham gia lồng tiếng cho khá nhiều bộ phim. Đầu tiên phải kể đến đó là bộ phim hoạt hình Ariety của anh, do Studio Ghibli của Nhật sản xuất vào năm 2011. Lúc ấy, Tom tham gia lồng tiếng cho nhân vật chính Shaw. Sau sự thành công của người nhện, Tom liên tục được mời về lồng tiếng cho những bộ phim mang thiên hướng vui nhộn. Ví dụ như cậu bé Walter Beckett trong Điệp viên ẩn danh năm 2019, lồng tiếng cùng với Will Smith, chú chó Zip trong Voyage of Dr. Dolittle năm 2020, và mới nhất là nhân vật Ian Lightfoot trong phim hoạt hình Onward của Pixar năm 2020, lồng tiếng cùng Chris Pratt. Tiếp theo là chữ M và chữ Z, tương ứng với MJ, aka Zendaya, tiếp gót truyền thống của các người nhện đi trước. Tom Ho cũng tham gia câu lạc bộ phim giả tình thật cùng với hai tiền bối Toby Maguire và Andrew Gacha khi đăng ký thành công chủ quyền đôi môi của MJ cách đây không lâu. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì trông cả hai cũng đẹp đôi khoảng 8,5 điểm.
Tuy nhiên nếu xét theo tử vi và phong thủy thì tuổi 96 của cả hai lại rất hợp nhau. Vì tuổi Bính Tý là mệnh thủy, cụ thể là giảm hạ thủy, lưỡng thủy sẽ hợp thành một dòng nước lớn, vợ chồng tương hợp lẫn nhau và dễ gặt hái được thành công. Đấy là tử vi nói thế, chứ còn đôi chim cu này như nào thì sau này mới biết được. Chữ N tượng trưng cho nhảy múa, cũng là đam mê đầu tiên của cậu khi nhỏ. Tài năng của cậu bé Tom được phát hiện vào năm 2006 bởi một biên đạo tên là Peter Darling. Trong một lần ông đi tuyển chọn nhân tài cho vở kịch Billy Elliot, sau 8 buổi casting và gần 2 năm tập luyện chăm chỉ, cuối cùng Tom cũng có một slot chính thức trong vở kịch. Câu chuyện xuyên suốt của Billy Elliot kể về một cậu bé tên là Billy đang trên con đường phá đảo bộ môn múa ba lê, và vai chính tất nhiên đéo thuộc về Tom. Cậu đóng vai người bạn thân của Billy, Michael Caffrey. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau đó, Tom đã được đôn lên vai chính và độc quyền vai diễn ấy suốt 3 năm liên tiếp. Dù sau đó, Tom gắn bó nhiều hơn với nghiệp diễn, nhưng đam mê nhảy nhót vẫn luôn đập ba đà bùm trong con người anh. Cách đây không lâu, trong chương trình Lip Sync Battle, Tom đã hóa thân thành Rihanna da trắng trong bài hát Chiếc Ố. Màn vũ đạo không thua kém gì Thông Soái Ca này đã trở nên viral khắp các trang mạng xã hội, đến cả chính chủ cũng không tin rằng sức hút của nó lại lớn đến như vậy. Chữ OPR tôi nhường lại cho các bạn ở dưới phần comment, vì tôi chả nghĩ ra cái mẹ gì. Chữ Q đại diện cho quý nhân phù trợ. Nếu tôi được phép trao một danh hiệu gì đó cho Tom Holland và nhân vật Peter Parker thì chắc chắn đó phải là giải thưởng Đường Em Đi Có Quý Nhân Phù Trợ. Ngoài đời, Tom Holland là một thanh niên vô cùng được yêu mến và cưng chiều, đặc biệt là bởi những người lớn tuổi hơn, bởi anh luôn lễ phép, biết trên biết dưới và vô cùng tốt bụng. Còn trong phim thì thôi khỏi phải nói, Peter Parker của Tom Holland dù không may nhưng bù lại thì cũng khá là mắn. Cậu có Ned, có MJ luôn sát cánh, lại có cả một đội nhóm các cô chú anh chị team Avenger bảo vệ những lúc gặp nguy hiểm. Đã thế còn được chú Stark tài trợ cho toàn những bộ áo giáp xịn sò và những công nghệ tân tiến nhất của Stark Industry. Xong rồi đến phần phim cuối còn có hai anh dài người nhện đến chung vui, bonus thêm cả 6 tên ác nhân khét tiếng. Đây không phải số hưởng thì là gì ạ? Tiếp theo là chữ S, đại diện cho Spider-Man, aka vai diễn để đời của Tom tính đến thời điểm hiện tại. Để có được vai diễn này, anh đã vô cùng, à không, cũng không vất vả lắm. Với khả năng nhảy và thân hình dẻo dai, cùng tai ứng biến dẻo quẹt, Tom đã vượt qua những ứng cử viên sáng giá như Timothy Chalamet và Asa Butterfield để có được vai diễn quý giá này. Tuy nhiên, Sony Pictures, đơn vị nắm giữ bản quyền người nhện lúc đó, lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng Tom còn quá trẻ để có thể đóng vai người nhện. Nhưng Sony ạ, đừng bao giờ coi thường người khác. Tom Holland trong vai Peter Parker đã xuất sắc gặt hái được những hào quang mà những người tiền nhiệm vẫn luôn phải ao ước. 3 phần phim của nhện Tom đã đạt hiệu quả thương mại cao nhất trong số những phim về người nhện. Trong đó, kinh khủng nhất là con quái vật Spider-Man No Way Home khi thu về 1 tỷ đô doanh thu chỉ trong 12 ngày đầu tiên công chiếu. Dù là ra mắt vào thời buổi Covid các thứ, là một con gà đẻ trứng vàng thực thụ. Rất có thể con đường của Tom Holland với Peter Parker sẽ không chỉ dừng lại ở No Way Home, vì rất nhiều fan hâm mộ vẫn còn muốn thấy Tom Holland trên màn ảnh rộng thêm nhiều lần nữa. Chữ T đại diện cho hai bộ phim khá thành công của Tom, đó là The Impossible và The Lost City of Z. Trong đó, The Impossible là bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh, và may mắn thay, nó nhận được rất nhiều những bình luận tích cực. Doanh thu cũng lên tới 180,3 triệu đô la. Các diễn viên trong đoàn làm phim đánh giá rất cao khả năng diễn xuất của Tom, dù đây mới chỉ là lần đầu cậu diễn trước máy quay. Với vai diễn Lucas trong phim, Tom đã xuất sắc nhận về 18 đề cử tại nhiều lễ trao giải khác nhau, và anh nhận được 8 giải trong số đó. The Lost City of Z cũng là một thành công khác của Tom, với vai diễn Jack Fawcett, con trai của nhân vật chính do Charlie Hunnam thủ vai. Bộ phim kịch tính này đã nhận về hàng tá những bình luận tích cực và rating đạt tới 87% trên trang Rotten Tomatoes. Phim hay, mỗi tội tôi chưa xem phim này. Chữ U tương ứng với Uncharted, bộ phim sắp ra mắt vào tháng 2 tới đây của Tom Holland, đóng cùng với Mark Wahlberg. Bộ phim lấy cảm hứng dựa trên trò chơi cùng tên, xoay quanh hai nhân vật là Nathan Drake do Tom Holland đóng và Victor Sullivan do Mark Wahlberg đảm nhận. Hy vọng rằng với dư âm của No Way Home và danh tiếng của dàn nhân vật thì Uncharted sẽ không bị flop. Chữ V tương ứng với Voyage of Dr. Dolittle, bộ phim mới ra mắt năm 2020, đánh dấu sự đoàn tụ giữa Tom và ông chú Robert Downey Jr. Mỗi tội ông chú thì đóng vai chính, còn thằng cháu thì lồng tiếng cho con chó. Chữ X tương ứng với Xin chào Việt Nam. Và cuối cùng là chữ V kép, Workout. Trông qua thân hình thì tưởng Tom là một thanh niên nhỏ bé, nhưng thực ra cũng thuộc dạng sầu riêng múi to. Body mở lem không thua kém bất kỳ ai. Cơ bản thì thân hình của Tom đã khá đẹp do từ nhỏ đã nhảy nhót các thứ và tập cả thể dục dụng cụ, nên khi tập luyện cho vai diễn Peter Parker, Tom cũng không cần quá khổ cực để tập cho lắm. Và trên đây là random shit về Tom Holland theo bảng chữ cái. Hãy like, share, subscribe các kênh thuộc hệ thống của The Reviewer. Tôi là Còn Quạ, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.